Thôi bây giờ công đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp thịt vịt đúng không cô? Nhưng mà em thắc mắc là thịt vịt cũng không có phải là dễ sơ chế đâu. Thế thì cô có cái mẹo vặt nào giúp cho khán giả sơ chế vịt được ngon không cô? Thông thường chúng ta sẽ giã nát một ít gừng, sau đó hòa với lại một ít rượu trắng, rồi dùng cái hỗn hợp đó trà sát lên cái phần da vịt, sau đó rửa sạch lại. Chúng ta sẽ ướp vào trong đây 2 muỗng canh xả băm, 1 muỗng cà phê ớt hiểm băm, 1 muỗng canh gừng băm, 1 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh giấm gạo lên men ra. Có vẻ như cô Hà ướp hơi mặn tay chút xíu. Món ăn bị mặn không cô? Quý vị khán giả là Bình Hương đừng có lo, bởi vì với món ăn này chúng ta sẽ ướp vịt hơi đậm một chút để sau khi nấu chín xong thì thịt vịt sẽ có vị vừa ăn mà không bị nhạt nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đập dập và cắt khúc cái phần xả này, rau ôm và ngò gai cũng như phần quế này mình có thể cắt dài khoảng chừng 2 phân. Măng sau khi mà mua về thì chúng ta sẽ cắt nhỏ, và khi mua măng thì quý vị chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ lựa măng trắng có mùi chua thơm là măng ngon đó nha quý vị. Chúng ta sẽ bắt một cái nồi lên bếp để chúng ta nấu lẩu. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần xả cây này vào, và mình sẽ cho khoảng chừng 1 muỗng canh tỏi băm nữa ha. Dạ. Cô sẽ cho luôn cái phần thịt vịt này vào đây xào chung luôn. Dạ. Chúng ta cần xào vịt trước, thậm chí là xào kỹ thịt vịt trước để cho thịt vịt thấm gia vị, sau đó thì chúng ta mới cho nước vào. Như vậy thì thịt vịt sẽ ngon hơn đó quý vị. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây cả cái phần nấm rơm nè và măng chua nữa. Mình xào nhanh thôi, mình xào cho cái phần nấm rơm và phần măng nó thấm bớt cái phần nước của cái vịt xào ra nè. Như vậy thì sẽ vừa ngọt nè, vừa béo cho cái phần măng và phần nấm nữa ha. Phần nước dừa đó, chúng ta sẽ thêm nước để được khoảng chừng 2 lít rưỡi nước. Và mình sẽ cho cái phần nước dừa này vào. Chúng ta sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinon nè, 1 muỗng canh đường, nửa chén giấm gạo lên men đi ra. Thêm tiếp vào trong này là khoảng 2 muỗng canh nước mắm, cho vào đây khoảng chừng một nửa cái rau nêm để cho nó thơm. Em có thể tắt bếp giùm cô được rồi đó. Dạ. Và bây giờ cô sẽ múc ra để trình bày. Và cuối cùng đặt lên đây một vài đọt rau ôm. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất món lẩu vịt hầm xả. Và bây giờ thì không để Minh Phương phải chờ đợi lâu, cô mời Minh Phương thử món ăn ha và chia sẻ cảm nhận nha. Dạ. Quý vị khán giả thấy không, thịt vịt rất là mềm và thấm đều gia vị. Măng chua thì giòn giòn nè, kết hợp với lại vị chua chua ngọt ngọt rất là thanh của nước lẩu, và đặc biệt là thơm lừng mùi xả. Minh Phương tin chắc chắn rằng quý vị khán giả và cô Minh Lý sẽ hoàn toàn bị thuyết phục bởi món ăn ngày hôm nay. Chúc quý vị ngon miệng với món lẩu vịt hầm xả. Quý khán giả thân mến, khi theo dõi chương trình, nếu như quý vị bỏ lỡ hay cần ghi chép công thức thì hãy truy cập vào website quen thuộc của chương trình, đó là món ngon mỗi ngày.com quý vị nhé. Còn bây giờ đầu bếp Thu Hà và Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trà bí đao không độ với chiết xuất bí đao tự nhiên bổ sung nước, giúp mát gan thanh nhiệt cho làn da tươi trẻ. Vị ngon mát lắm. Trà bí đao không độ thanh mát cơ thể, tươi trẻ làn da. Tết đến đây rồi, ăn đồ nóng thì sao? Nóng trong người, ôi nóng trong người. Đẹp trong rượu bia thâu đêm càng thêm nóng. Căng thẳng mệt mỏi quá, đừng để căng thẳng mệt mỏi khiến bạn lo lắng. Trà xanh không độ nguyên chất tự nhiên với tinh chất PGCG khiến bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Một kỷ nguyên mới của truyền hình kỹ thuật số đã mở ra với những phương thức phát sóng hiện đại và tiên tiến nhất, đem lại hình ảnh đẹp đến bất ngờ cho người xem. Đưa lên số mặt đất cho hình ảnh rõ nét hơn, đẹp hơn so với chuẩn phát sóng analog trước đây. HTV tiên phong trong chuyển đổi phát sóng analog cũ sang phát sóng kỹ thuật số theo tiêu chuẩn DVB-T2 để đem lại cho người xem những hình ảnh có chất lượng tốt nhất, hoàn thiện nhất.
các chương trình tin tức, thời sự, chính trị, xã hội, giải trí tổng hợp. Đầu thu kỹ thuật số SDTV với tiêu chuẩn DVB-T2 gắn với các máy chủ đi. Người dùng sẽ được thưởng thức miễn phí hàng chục kênh truyền hình khác nhau, bao gồm về thuê bao hàng tháng. Với chất lượng tốt, và càng ngày càng được.